Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một cụm rừng Cẩm Thị nhà mình nha. Form thiên nhiên, cây này liền cốt nhà mình, liền cốt nha. Đây, cụm rừng. Cây này có mã số là 381, có tổng hoành là 90, cây cao là 86 nhà mình nha, tới cái đầu thân chính. Cây đang nằm bầu đất là 35. Cây này nhà vườn xin giao lưu nhanh với nhà mình luôn. 950 bao ship nhà mình nha. Một cụm rừng Cẩm Thị liền cốt nha mình. Cái này 7 thân nha, 7 thân, lớn nhỏ nha, rất là đều luôn. Cái này về mình lên cái chậu giam nó nữa là ok nha. Cây sống khỏe xanh tươi luôn nha mình, cây rất kia là sung luôn nha. Nhà mình xem tham khảo luôn, được chuyên ngưng ý cây nào cứ việc ai bóc nhà vườn ủng hộ luôn nha. Rồi mã số 381, giao lưu nhanh với nhà mình là 950 bao ship nha mình nha, cho một cụm rừng Cẩm Thị nha mình, quá là ok luôn, cầm điều luôn nha. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một cây Cẩm Thị form thiên nhiên, cây này một cốt nha mình nha, một cốt nha. Cây sống khỏe rồi, lọc chi đi rất chi là sung luôn nha mình. Cây này có mã số là 382, có cái hình gốc là 80 nha, cây cao là 56 tới cái đầu thân chính nha mình. Cây đang nằm bầu đất là 40. Cây này nhà vườn xin giao lưu nhanh với nhà mình luôn. 950 bao ship nha mình nha. Cẩm Thị. Cây này một cốt cho mình, cây rất là dài nha. Cây quá khỏe rồi. Vàng đế. Dạ cây nha. Cây này về mình lên cái chậu cho em nó nữa là ok luôn. Xanh tươi tốt của nhà mình. Nhà mình xem tham khảo nha. Được duyên cây nào cứ việc ai bóc nhà vườn ủng hộ luôn. Rồi mã số 382, giao lưu nhanh với nhà mình là 950 bao ship nhà mình nha. Cẩm Thị kim cương đen. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một cây Cẩm Thị form thiên nhiên, cây sống khỏe xanh tươi tốt nhà mình, cây rất chi là sung luôn. Cây liền cốt cho mình nha. Cây này có mã số là 383, có tổng hoành là 108 nha. Cây cao là 51, cây đang nằm bầu đất là 55. Cây này nhà vườn xin giao lưu nhanh với nhà mình luôn là 1,3 triệu bao ship nha mình nha. Cẩm Thị, tên gọi khác là kim cương đen. Cây liền cốt cho mình, cây rất là già luôn nha, cây quá khỏe rồi, xanh tươi luôn, chỉ cần đi nè, quá khỏe luôn nha mình. Rồi xem tham khảo nha. Cái này về nhà mình lên cái chậu giam nó nữa là ok. Cái form rất là già, rất là cổ luôn. Rồi mã số 383, giao lưu nhanh với nhà mình luôn là 1,3 triệu bao ship nha mình. Cẩm Thị, tên gọi khác là kim cương đen. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một cây Cẩm Thị form thiên nhiên. Cây này nhà vườn vừa dây định hình nhà mình nha. Này, cây quá khỏe rồi. Nhà vườn vừa dây rồi. Cây rất là già nha mình nha. Này, rất già này. Rất là lão luôn. Cây này liền cốt đó nhà mình. Liền cốt nha. Cây này có mã số là 384. Có cái hòn này là 67 nha. Cây cao là 66. Cây đang nằm cái chậu nuôi là 65. Cây này nhà vườn xin giao lưu nhanh với nhà mình luôn. 3,4 triệu bao ship không chậu nha. Cẩm Thị. Cây liền cốt nha mình, liền cốt nha. Nước da này. Rất là già luôn. Rất là lão cây nha. Giờ mấy cái hàng này săn phôi có nước già thế này rất là hiếm nha mình. Bùa dây định hình hết rồi, rất là già cây luôn. Già này. Mình xem tham khảo nha. Được duyên ngân ý thì ủng hộ luôn. Liền cốt, cây rất chi là sung luôn. Nhà mình xem tham khảo luôn. Ưng cây nào thì cứ việc ai bóc nhà vườn ủng hộ luôn nha.
Cẩm Thị, Kim Cương đi. Rồi mã số 384. Giao lưu nhanh với nhà mình là 3,4 triệu bao ship không chậu nhà mình. Cẩm Thị, Kim Cương đi. Chị đi quá khỏe luôn. Quá sung luôn nhà mình. Dạ cây nha. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Rồi nhà vườn thông mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một cây cẩm thị form thiên nhiên, cây sống khỏe xanh tươi tốt nha mình nha. Cây này nó liền nha mình nha, nó liền với nhau, nó liền với nhau ở dưới đây nha mình, dưới cái chân rễ này nó liền cái thân cỡ đây á, tầm đây này, nó liền mặt dưới này, cái rễ này nè, nó liền với nhau luôn nha. Cây này về thì mình thích thì mình chơi hai cây cũng được, tách ra mình chơi hai cây cũng rất là ok nha bạn. Hai cây này rất chi là quái luôn, không thích mà chơi thành hợp một cũng được, hợp nhất luôn, cây rất là già. Cây này có mã số là 385, có tổng hình là 130 nha mình nha, riêng thằng này là 50, cây cao là 40 nha, cây đang nằm cái khay nuôi là 65 nhân 47 nha mình. Cây này nhà vườn xin giao lưu nhanh với nhà mình luôn là 1,7 triệu bao ship không chậu nha. Cẩm Thị, Kim Cương đen. Cây nhà vườn đang cắt chặt này, mấy cái đầu chi này rất là to nha mình nha, cây rất là già đó, cây quá khỏe nha mình, yên tâm luôn. Lũ đó, lũ thép nha, già cây. Nhà mình xem tham khảo luôn, được duyên ngân ý thì ủng hộ nhà vườn luôn. Cẩm Thị cây rất là già, cây này form quá nha mình nha. Cây này mình chơi hợp nhất cũng được, mà tách riêng ra mình chơi từng cây cũng rất là ok luôn. Đây, hai cây này rất là quái luôn nha. Rồi mã số 385. Giao lưu nhanh với nhà mình là 1,7 triệu bao ship không chậu nha mình nha. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một cây cẩm thị kim cương đen nha mình, cây form thiên nhiên, cây sống khỏe xanh tươi tốt nha mình nha, cây rất chi là già luôn, cây thùng chậu lâu rồi nha mình, lâu năm rồi, rất là lão cây luôn nè. Chính giữa là hốc lũa nha mình nha, hai lỗ hốc lũa nước da này rất là già luôn. Cây này có mã số là 386, có cái hình ngay chỗ đây nha mình nha, là 43. Cây cao tầm 40 nha mình, 40 nha. Chiều ngang của cây là 78 nha, chiều dài. Đang nằm cái chậu nuôi lọt lòng là 60. Cây này nhà vườn xin giao lưu nhanh với nhà mình luôn, 2,000,000 bao ship không chậu nha. Cẩm Thị, Kim Cương đen. Cây này rất chi là ok rồi, rất là tương lai rồi. Form này rất là già cây luôn. Cây này về mình lên cái chậu mới rồi, vừa dây lọc chì cành đồ lại này, cái lá rất là già rồi, xuống lá lại luôn, xuống lá lên lọc non khác nha mình nha. Đây, hốc lũa nha, cây này rất là già, quá già luôn. Cây này thùng chậu lâu rồi nha mình, yên tâm luôn. Mình xem tham khảo nha, được duyên ngân ý thì ủng hộ nhà vườn luôn. Cẩm Thị, Kim Cương đen. Rồi mã số 386, giao lưu nhanh với nhà mình là 2,000,000 bao ship không chậu nha mình nha. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một phôi cẩm thị form thiên nhiên, cây này nhà vườn vô dây định hình kiểu rừng tên thân nha mình nha. Đây, vô dây định hình rồi, hồi trước là lũa nha mình nha, lũa. Cây này có mã số là 387, có tổng hình là 100 nha. Cây cao là 30 tới cái đầu thân chính. Cây đang nằm cái chậu nhựa nuôi lọt lòng là 55 x 34 nha. Cây này nhà vườn xin giao lưu nhanh với nhà mình luôn,
là 1,2 triệu bao ship nha mình nha. Đây, cái này liền hết nha mình nha. Rừng trên thân cẩm thị nha mình nha. Tên gọi khác là kim cương đen. Cây này nhà vườn vô dây định hình nữa rồi. Đây, liền hết luôn, cây rất là già nha. Nhà mình xem tham khảo luôn. Được duyên ưng ý thì ủng hộ nhà vườn luôn nha. Rồi mã số 387. Giao lưu nhanh với nhà mình là 1,2 triệu bao ship nha mình. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một cây cẩm thị form thiên nhiên. Cây lũ quách âm thân nha mình nha. Cây lên lọc non rất chi là khỏe luôn. Đây, xinh tươi luôn. Cây rất là già nha mình nha. Lũ nè. Lũ quách âm thân nha mình nha. Cây này có mã số là 388. Có tổng hình là 120 nha. Cây cao là 50 tới cái đầu thân chính nha mình. Cây đang nằm cái chậu nuôi nhựa lọt lòng là 55 x 35. Cây này thì nhà vườn xin giao lưu nhanh với nhà mình luôn, 2,5 triệu bao ship nha mình nha. Một cây cẩm thị kim cương đen. Cây form rất chi là VIP luôn nha mình. Đây, lũ thép này. Đường chảy lũ rất là mê luôn. Đây, lọc non này, xanh tươi quá khỏe rồi. Nhà mình yên tâm luôn. Nhà mình xem tham khảo nha. Được duyên ngân ý thì quý vị hãy bóc nhà vườn ủng hộ luôn. Rồi mã số 388. Giao lưu nhanh với nhà mình là 2,5 triệu bao ship nha mình. Một cây cẩm thị kim cương đen nha. Cây rất chi là già lão luôn. Rồi nhà vườn xin qua cái này luôn. Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một tiểu cảnh sam hương Đài Loan bám đá nha mình nha. Cây này rễ nè, quyện đá hết rồi nha. Cây quá khỏe luôn, lọc non đang lên. Cây này có mã số là 389 nha. Có hòn hòn thân bằng ngón út nha mình nha. Cây cao tầm tầm 30 nha mình. Cao tầm 30. Đang nằm cái chậu nhựa nha. Chậu nhựa này 20. Cái này nhà vườn xin giao lưu nhanh với nhà mình luôn, 400k bao ship nha. Một tiểu cảnh sam hương bám đá nha mình. Rất chi là duyên luôn nha. Thích hợp cho nhà mình chơi dạng mini luôn. Bàn trà cũng rất là chi là ok luôn nha. Nhà mình xem tham khảo luôn. Sam hương Đài Loan nha nhà mình nha. Rồi mã số 389. Giao lưu nhanh với nhà mình là 400k bao ship nha mình nha. Rồi nhà vườn xin qua cái này luôn. Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một tiểu cảnh bám đá sam hương Đài Loan nha mình nha. Cây này thì chưa có quyện đá, nhà vườn đang áp thôi. Mình nuôi một thời gian nữa nó quyện luôn nha. Nó bám đá luôn. Cái này trương rễ nha. Lên lọc nè, rất là khỏe luôn. Vàng rễ quái này. Cây này có mã số là 390 nha. Cái hòn thân chỗ đây này. Nhỏ ngón tay cái chút xíu nha. Cao cũng tầm khoảng 30 á. Đang nằm chậu nhựa lọt lòng 20 nha. Cây này nhà vườn xin giao lưu nhanh với nhà mình luôn, 400k bao ship nha. Sam hương chân rễ bám đá nha mình. Rất chi là quái luôn. Quá là ok nha mình nha. Rồi mã số 390. Giao lưu nhanh với nhà mình là 400k bao ship nha. Luôn chậu nha mình. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn.